linked list. Còn cái cấu trúc dữ liệu set ấy thì mình sẽ học sau. Và khái niệm generic. Hôm nay mình có 3 phần nhá. Để nên anh sẽ nốt lại đây cho mọi người. Thứ nhất là mình sẽ học tập trung vào array list. Thứ hai thì sẽ là linked list. Và thứ ba thì sẽ là khái niệm generic. Ok. Đấy, trên này mọi người nhỉ? Ok chưa? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từng thằng một nha. Rồi, mọi người ơi, quay về. Từ module 1 đến bây giờ là mình học cấu trúc dữ liệu dạng mảng rồi. Cấu trúc dữ liệu dạng mảng. Thế thì cái mảng này thì nó sẽ có những cái vấn đề gì? Đây là stack và đây là heap của Kiều Anh. Đúng không? Ví dụ mọi người khai báo một mảng. Một mảng kiểu số nguyên chẳng hạn. Bằng new. Xong mọi người để là 3 phần tử hay mấy phần tử ở đây chẳng hạn. Đấy cho anh em ơi, đúng không? Khi mình khai báo như này thì có nghĩa là ở trên cái thằng heap này nó sẽ có một cái vùng nhớ ở đây. Bao gồm 3 phần tử. Đúng nhỉ mọi người nhỉ? Chuẩn không? Rồi, thế thì ở đây thì là sẽ có một cái biến A và nó sẽ tham chiếu được cái vùng nhớ này. Thì đầu tiên nó sẽ có giá trị mặc định là 0. Chuẩn chưa? Rồi, thế thì cái thằng này nó sẽ gặp một cái vấn đề là gì? Ví dụ như là giả sử trong trường hợp nhá, trong trường hợp mà kiểu anh khai báo khoảng tầm 100 phần tử chẳng hạn. 100 phần tử. Ví dụ lớp mình bây giờ là 21 bạn. Giả sử như là giới hạn của cô Jim là 25 bạn chẳng hạn thì sẽ tạo ra một mảng mặc định bao gồm n phần tử đúng không? Là nếu mà mình dùng dữ liệu dạng mảng thông thường thì nó sẽ là một mảng mặc định bao gồm n phần tử. Thế thì n phần tử này nó đã được tự tạo sẵn ở trên heap rồi. Chuẩn chưa? Đúng không các em? Kể cả mình có dùng hết hay không thì nó cũng tự tạo. Đúng không mọi người? Chuẩn không ạ? Mình nó không cần quan tâm là mọi người có dùng hết không, nó cũng tự tạo luôn. Ví dụ nhá. Ví dụ mọi người lưu cái thằng này giả sử như bây giờ kiểu anh có một thằng thôi thì thằng này nó sẽ có giá trị. Hai thằng này thì nó sẽ có giá trị mặc định. Đúng không? Thế thì cái việc mà như thế này thì nó sẽ gây ra cái hoạt động gì? Đấy là nếu mà mình không dùng hết thì nó sẽ lãng phí. Lãng phí vùng nhớ. Chuẩn không mọi người? Chuẩn không các anh em ơi? Không dùng hết lãng phí đúng không? Mọi người ơi, mọi người bật hết cam lên cho Kiều Anh khác. Không dùng hết thì lãng phí. Thế còn một cái nữa thì là nó là như nào? Ví dụ trong trường hợp mọi người thêm. Thì khi mà mọi người thêm ra thì mọi người nhìn thấy. Mấy hôm trước là code Kiều Anh hướng dẫn là mọi người thêm. Thì mọi người sẽ cần phải làm gì? Minh Trang là ai đây? Cho hỏi Minh Trang là ai nhỉ? Ai lạc vào đây vậy? Ui ao luôn. Minh Trang là em ạ. Trang là em ạ. Vâng ạ. Ồ, định cao quá. Rồi mọi người ơi, rồi nhá, tiếp tục nhá. Đây là, mọi người nhìn này, một là nó sẽ lãng phí vùng nhớ được chưa? Rồi bây giờ nhá, nếu mà thêm vào thì mọi người nhìn nhá, ví dụ như này mình sẽ không biết là giả sử như trong trường hợp mà Kiều Anh có một phần tử này, bây giờ Kiều Anh muốn thêm vào thì Kiều Anh sẽ không biết là bây giờ Kiều Anh sẽ thêm vào phần tử thứ hai hay là thêm vào phần tử thứ ba hay là mình sẽ mở rộng vùng nhớ của thằng này ra. Đúng mọi người, chuẩn không ạ? Có phải nó gây hoang mang không ạ? Rồi bây giờ nhá, giả sử là bây giờ thằng này có giá trị, mấy thằng này đều có giá trị mặc định hết rồi đúng không? Đều có giá trị mặc định hết rồi. Bây giờ nếu trong trường hợp các anh muốn thêm vào thì bây giờ các anh không biết là mấy thằng này nó đã được dùng chưa? Mấy cái này nó có điểm là không hay là đây là điểm mặc định của nó? Đúng không? Có phải gây hoang mang không anh em? Khi mà thêm dữ liệu vào, đúng không các anh mọi người nhỉ? Vâng. Mọi người ơi, rồi nhá. Rồi, đây là trong trường hợp như này, giả sử là bây giờ Kiều Anh sẽ không biết là thêm vào vị trí này hay là mở rộng của vùng nhớ ra, bởi vì cái chỗ này nó tự có giá trị mặc định rồi, mà giá trị mặc định này nó là gì nhỉ? Nó là không. Thế thì đây cũng là một cái giá trị, mình không biết là thằng này nó có giá trị, nó là giá trị mặc định hay giá trị thật của nó là không. Đúng không? Rồi, tiếp theo nữa, lại một cái vấn đề nữa. Đấy là một nhá, đấy là khi thêm mới thì sẽ hoang mang không biết là làm gì. Thêm mới thì mình sẽ không biết là thêm vào cuối.
hay là thêm vào ở giữa, hay là thêm vào giá trị mặc định. Đúng không? Rồi, ok, tiếp theo giả sử phần thứ hai, lúc mà nếu mà mình mà thêm mới vào, mọi người nhìn nhá, lúc khi mà mình thêm mới vào là bây giờ giả sử thêm mới vào đoạn cuối chẳng hạn, thì mình sẽ phải mở rộng, mình sẽ tạo thêm một cái vùng nhớ mới y hệt như thế này, đúng không? Sau đấy là mình thay đổi cái tham chiếu đi, từ đây mình câu sang đây, đúng chưa? Thế thì lúc mà thêm mới vào đây, anh Duy theo dõi đây của em phát, lúc mà thêm mới vào đây nhá, thì một là giá trị mặc định, cái thứ hai nữa là mình sẽ phải là, nếu mà mình không biết, bây giờ giả sử mình biết là mình thêm vào cuối cùng rồi chẳng hạn, thì mình sẽ phải mở rộng vùng nhớ. Đúng không? Mình sẽ phải làm cái loại là lặp đi lặp lại cái việc là mở rộng vùng nhớ này và thay đổi giá trị của nó, đúng không? Rồi, ok, điền lại dữ liệu cũ. Lúc nào mình cũng sẽ phải làm thế này, chuẩn chưa nhỉ mọi người ơi? Ok chưa? Vâng. Đấy à? Rồi, ok, tiếp theo. Và thay đổi tham chiếu. Mọi người thấy là nếu mà mình dùng mảng như này thì cái hoạt động này nó sẽ lặp đi lặp lại, đúng không? Mọi người có làm gì thì nó cũng lặp đi lặp lại. Chuẩn chưa? Đúng không? Rồi tiếp nữa. Thế thì khi mà mọi người làm như này thì mọi người thấy có thấy tốn vùng nhớ không? Cái thao tác này là lặp đi lặp lại nhá. Giả sử mà bây giờ giả sử như là Xuân Anh nó đã viết một cái thao tác như này rồi, bây giờ Sơn nó lại viết một thao tác như vậy nữa, vậy là gặp vấn đề rồi đúng không? Vâng. Đúng không? Lấy là mình bị lặp code rồi, cũng một cái kiểu là thêm mới như vậy mà mình lại bị lặp code. Ở mảng bên danh sách lớp thì Xuân Anh nó viết một kiểu, ở mảng bên danh sách lớp thì Xuân Anh viết một kiểu, ở mảng bên gì nhỉ? Bên danh sách học viên thì Định nó viết một kiểu chẳng hạn. Mà đấy là nó sẽ đều giống nhau hết. Đúng không? Chức năng nó đều giống nhau đúng không mọi người? Chuẩn không ạ? Vâng. Thế thì mọi người sẽ thấy là đoạn này là lặp điệp lại. Nếu mà mình trong chương trình của mình mà thêm mới như này là đoạn này là lặp. Chuẩn chị chưa? Rồi, tương tự thì nó sẽ với xóa và sửa thì mình cũng đều phải tự viết đúng không mọi người? Nếu mà mình dùng vùng nhớ cứng như này là mình phải tự viết, chuẩn chưa? Đấy chưa nhỉ anh em nhỉ? Ok ạ? Thế thì nếu mà với cái cấu trúc dữ liệu mà dạng mảng, dạng thô như này, dạng mảng mà có sẵn của Java thì mình sẽ gặp những cái vấn đề này. Thì thật ra Java là cái người mà Java là một cái công cụ hỗ trợ cho mình mà. Thì khi mà người ta thấy được là cái vấn đề này nó lặp đi lặp lại thì người ta đã tạo ra một danh sách các cái cấu trúc dữ liệu. Mọi người nhìn nhá, có rất nhiều cấu trúc dữ liệu ở đây. Đây. Rất nhiều cấu trúc dữ liệu, danh sách này, query này và cả một cái framework của Java nữa. Thì mấy thằng này nó là cấu trúc dữ liệu để nó phù hợp với từng cái xử lý vấn đề của mình được. Thì trong giới hạn bài ngày hôm nay mình sẽ học về array list và linked list. Đó, đây là hai cái cấu trúc dữ liệu có sẵn của Java để hỗ trợ mình lưu trữ các cái dạng dữ liệu khác nhau. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái dạng là array list, cái đoạn đầu tiên đấy nhá. Rồi. Ở đây thì mình sẽ có một cái vài cái khái niệm đã. Thì cấu trúc dữ liệu thì nó là cái gì? Nó là hình thức tổ chức một nhóm dữ liệu. Ví dụ như mảng của mọi người cũng được gọi là cấu trúc dữ liệu. Như mảng của mình ở module 1 cũng được gọi là cấu trúc dữ liệu. Mảng của mình ở module 2 cũng được gọi là cấu trúc dữ liệu. Đó. Đấy là cái cách mà nó lưu trữ cái nhóm dữ liệu. Thì như mọi người nhìn thấy là cái phần mảng này là nó lưu trữ là nó bằng chỉ số đúng không? Lưu trữ bằng chỉ số, các cái phần tử nó liên tiếp nhau và nó được truy xuất thông qua chỉ số đúng không ạ? Vâng. Rồi, thế thì cái những thứ thì mình lưu ý là ở trong Java hay bất kể một ngôn ngữ lập trình nào, nó không chỉ có một cái loại cấu trúc dữ liệu mà nó có nhiều loại cấu trúc dữ liệu. Rồi, thế thì cái thằng này thì nó phải cung cấp các phương thức để thao tác với dữ liệu. Thì mọi người bây giờ với vai của mình là vai người làm lập trình rồi thì mình sẽ cần quan tâm xem là cái thao tác với dữ liệu là những cái thao tác gì, là thao tác CRUD đúng không mọi người, chuẩn chưa? Rồi tìm kiếm các kiểu sắp xếp, đấy là những cái thao tác chung chung. Thì những cái thao tác đấy mọi người mà có làm đi làm lại rất nhiều lần thì người ta khi mà người ta tạo ra một cái loại cấu trúc dữ liệu là người ta phải cung cấp cho mình những cái thao tác để làm việc với nó. Đó. Thế thì ở trong phần này mình sẽ có cái khái niệm là gì?
Container là cái lớp chứa dữ liệu. Ví dụ hôm nay mình sẽ học là ArrayList và LinkedList. Đấy là hai cái container hôm nay mình sẽ học. Cái thứ hai nữa là các cái phần tử dữ liệu. Đấy là element. Thì mọi người có thể thấy là bình thường Kiều Anh hay viết tắt là chữ E ấy. Bình thường Kiều Anh hay viết tắt là chữ E ấy, được chưa? Thì đấy sẽ là cái phần tử dữ liệu của mình. Thế anh em có hai cái khái niệm này nhá. Đây, đây, chuẩn luôn. Ví dụ ở dưới, ArrayList là cấu trúc danh sách lưu trữ nhiều giá trị. Các phần tử của ArrayList là các cái phần tử này thì được sẽ được gọi là element. Rồi, bây giờ nhá, thì mọi người nhớ cho anh một cái câu rất quan trọng. Đấy là việc lựa chọn cấu trúc và thuật toán phù hợp thì rất quan trọng với hiệu năng của người dùng. Đã, rồi, bây giờ nhớ cho Kiều Anh cái câu này. Lựa chọn cấu trúc dữ liệu và thuật toán phù hợp thì rất quan trọng với hiệu năng của người dùng. Ví dụ như là ở module 1 mình dùng một cái mảng gọi là một cái mảng không phải mảng tĩnh đi. Đấy là một cái mảng có thể coi đấy là một cái mảng động là nó có thể thêm sửa xóa các thứ vào. Sang module này thì mình gặp một cái dữ liệu là cấu trúc dữ liệu dạng mảng. Thì cấu trúc dữ liệu này nếu mà mình cứ tiếp tục mình cố chấp mình sử dụng cái cấu trúc dữ liệu này thì có thể là gây ra lãng phí vùng nhớ như này. Đúng không? Và ảnh hưởng đến hiệu năng của một cái ứng dụng của mình. Được chưa anh em ơi? Rồi. Vâng. Khi mà mọi người học thêm nhiều cái cấu trúc dữ liệu khác nữa thì càng ngày mình lại càng vỡ ra nhiều cái hoạt động khác nữa. Rồi, những cái cấu trúc dữ liệu thông dụng nhá. Thì mình sẽ có danh sách hôm nay mình sẽ học này. Đó, mấy thằng này thì mình sẽ học toàn bộ trong 3 bài sắp tới. Hôm nay mình sẽ học danh sách. Được chưa? Rồi, đầu tiên Java Collection. Bây giờ thì mọi người sẽ nhìn cái thằng này một chút. Đây là những cái danh sách các cái cấu trúc dữ liệu mà đây là danh sách các cấu trúc dữ liệu mà cái thằng Java nó cung cấp cho mình. Thì cái đấy được tất cả các cái danh sách mà được Java nó cung cấp cho mình ý, thì thằng này được gọi là Java Collection Framework. Thì cụ thể nó bao gồm nhá, hôm nay mình sẽ nghiên cứu là ArrayList và LinkedList. Thì cái sơ đồ của nó lằng nhằng như này. Thì dần dần mỗi ngày thì các anh sẽ nhắc lại thằng này nhá, ArrayList và LinkedList đấy ạ. Rồi còn những cái thằng mọi người nhìn nhá, cái thằng này được gọi là Correct Class. Đấy là những cái class mà mình chỉ việc dùng thôi. Đó, rồi, cái thằng ở cái phân vùng bên này, cái thằng này là Abstract Class. Được không? Còn cái mà đi lên trên như này thì là các cái interface. Đấy, nó là các bản mô tả thôi. Được chưa anh em? Rồi, tiếp nha mọi người nhá. Thế thì interface của collection thì nó bao gồm những cái gì? Mọi người nhìn nhá, là nó sẽ, mọi người nhìn này, đây là collection đúng không? Đây là collection chuẩn chọn. Rồi, collection là cái thằng interface nó bản mô tả cho toàn bộ các cái cấu trúc dữ liệu ở trong này. Đúng không? Rồi, ok, các anh em buồn ngủ quá. Bài mấy bài sắp tới nó sẽ khó và cũng nặng về lý thuyết nữa nhé. Mọi người nhìn nhá. Đây, nó là bản mô tả cho toàn bộ những cái này. Thế thì nó sẽ bao gồm những cái phương thức thông dụng. Ví dụ phương thức S. Phương thức S. S là S một phần tử vào này. Rồi, phương thức SO là S nhiều phần tử vào này. Phương thức clear này, phương thức content là rồi, ok, tất cả những cái phương thức này. Thì mọi người thấy là ở trong cái đám này ấy, mọi người nhìn giúp cho anh nhé, ở trong cái đám này ấy, chỉ có mỗi cái thằng clear thì nó trả về void thôi, còn lại tất cả đều có kiểu dữ liệu trả về. Đúng không mọi người? Đều có kiểu dữ liệu trả về nhá. Đó, các cái phương thức này là, đây là những cái phương thức có sẵn rồi. Thì mọi người nhìn nhá, giả sử collection này nó có những cái phương thức đấy thì những cái thằng con, thằng cháu của nó thì phải triển khai cái phương thức đấy ra đúng không? Thì tùy từng cấu trúc dữ liệu nó sẽ có những cái cách triển khai khác nhau. Được chưa? Được chưa các em ơi? Ok, đi tiếp nha. Rồi, tạm thế đã. Rồi, trong collection ấy thì nó, collection thì nó có kế thừa từ một cái interface đấy là iterable. Thế thì ở trong phần này sẽ nói một chút về iterable. Bình thường thì mình hay làm việc quen với cả cái cấu trúc dữ liệu mà dạng mảng như này rồi. Đấy là ok, các phần tử nó liên tiếp nhau. Cái thứ hai nữa là các cái phần tử nó liên tiếp nhau và nó sẽ có index này. Ví dụ như chỗ này là index này. Chỗ này index là bao nhiêu, chỗ này index là bao nhiêu. Được không? Nhưng mà cái cấu trúc dữ liệu bây giờ ấy thì mình sẽ coi nó là mình không bị máy móc, mình sẽ thoát ra khỏi cái kiến thức cũ một chút. Ví dụ như bây giờ mình có một cái rổ như này. Sau ở trong cái rổ các em có các cái quả bóng. Được. Ví dụ như thế này thì dữ liệu ở đây thì nó sẽ được coi là không không có index, được chưa? Nó sẽ không có index và nó không có thứ tự. Nó không có gì cả. Ví dụ bây giờ mọi người muốn lấy bóng ra, mọi người làm sao biết được là mình sẽ lấy cái gì ra đâu, đúng không?
một rổ bóng mình không thể biết được là mình sẽ lấy cái quả bóng nào tiếp theo. Được chưa nhỉ anh em ơi? Được rồi, thế thì cái iterable là nó là cái cấu trúc dữ liệu mà nó là cấu trúc dữ liệu dạng tập hợp. Là tập hợp nhá mọi người nhá. À. Thì tập hợp mọi người có index hay không có index thì nó đều là iterable hết. Rồi. Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ sang array list một chút nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ học về array list và linked list. Rồi, đầu tiên là về array list đã nhá. Mấy cái này thì dần dần Kiều Anh sẽ nói sau nhé mọi người nhá. Interface iterator thì Kiều Anh sẽ nói sau. Mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Array list là lưu trữ phần tử ở trong một mảng và kích thước của mảng được tùy chỉnh theo số lượng của các phần tử. Được chưa anh em? Rồi, thế bây giờ mọi người nhìn nhá. Array list này, mọi người nhìn nhá. Array list này, mọi người khai báo một cái array list nghĩa là mọi người khai báo một đối tượng thuộc cái array list. Thế mọi người nhìn cái cách khai báo ở đây không ạ? Lúc mà mọi người khai báo một cái array list nhá, là mọi người khai báo một đối tượng thuộc array list. Được chưa anh em nhìn thấy không? New new như này. Giống mọi người khai báo mảng bình thường thôi. Nhưng mà ở đây mọi người không phải quy định cái size của nó. Ở đây mọi người không phải quy định cái size của nó. Bởi vì cái lớp này nó thiết kế là ok, ông thêm bao nhiêu phần tử vào thì cái size của tôi sẽ tự khắc nới rộng cái số lượng cái phần tử ở đấy ra. Yeah. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử cái thằng này cho mọi người nhìn nhá. Thì array list thì nó sẽ tự có sẵn cái phương thức là thu sinh. Bây giờ sẽ thử cho mọi người nhìn một cái thằng mà khi mà mình dùng array list một chút. Rồi nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ví dụ bây giờ kiểu anh sẽ tạo ra một thằng main ở đây để ngồi nghịch thử thôi nhá. Mọi người chờ cái một giây để kiểu anh lấy lại cái màn hình này đã. Mọi người chờ cái anh một tí nhá, cho anh nhắn cái tin. Rồi, bắt đầu nhá. Ví dụ mọi người nhìn này. Bây giờ thì anh sẽ khai báo array list như này nhá. Array list này. Đó, ok. Ví dụ thì anh sẽ để mạng như này nhá. Bằng new, xong rồi anh để array list ở đây. Được chưa? Mọi người theo dõi thấy không ạ? Đây là khai báo một đối tượng thuộc array list nhá. Rồi, ví dụ bây giờ thì anh sẽ in ra. Nếu mà các anh muốn xem là cái này có bao nhiêu phần tử thì các anh sẽ in ra như này. Mạng chấm. Ở đây mình sẽ có một phần tử đấy là size. À một method đấy là size. Thì nó sẽ cung cấp ra là cái số lượng cái phần tử của thằng này là bao nhiêu. Được chưa? Rồi.
Tương tự tiếp theo. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn nhá. Không len nữa chị. Không len nữa. Ở đây nó là một cái thuộc tính, nó là một cái thằng khác của thằng này rồi. Ok chưa? Đấy là mọi người ơi, nhìn thấy nó bằng không ạ? Mọi người ơi, lô lô. Có ạ. Rồi nhá. Rồi thế thì bây giờ nó bằng không rồi, có nghĩa là nó không phải là như cái thằng kia là lúc tạo mới ra là ông phải chỉ định sẵn cho tôi là size của tôi là bao nhiêu. Đúng không? Chuẩn không? Thằng này là lúc mà tạo mới ra mà không có gì thì mặc định size của nó sẽ là bằng không. Được chưa anh em? Chỗ này thì sẽ lưu cho mọi người xem một cái nữa nhá. Đấy là nó khác với việc mà mình lưu một mảng như này. Rồi, mọi người phải chỉ định số lượng phần tử cho nó. Đúng không ạ? Đúng không? Còn thằng này thì không cần, anh em muốn thêm bao nhiêu cũng được. Được chưa? Bây giờ thì giả sử mà mình muốn thêm phương thức nhá, mình muốn thêm một cái gì đấy thì bây giờ mình chỉ cần là add thôi. Đúng không? Ví dụ bây giờ kiểu anh sẽ add vào là thằng ở đây là ok kiểu anh chẳng hạn. Được không? Bây giờ thì kiểu anh lại in ra size của nó nhá. Được không? Anh em thấy có một chưa? Được chưa nhỉ mọi người ơi? Lô lô các anh em ơi. Thấy không? Thế thì cái thằng Arilis này thì mọi người sẽ xem cái cấu trúc dữ liệu này nó như nào thì mọi người sẽ click vào nó nhá. Ai click vào đây, nhấn giữ Ctrl, kích nút chuột vào thì nó sẽ vào này, anh em nhìn thấy là Arilis đây chưa? Được chưa anh em ơi? Rồi, trong này nó sẽ là rất rất nhiều cái lằng nhằng phức tạp của nó thì bây giờ giả sử mình sẽ tìm đến phương thức n nhá. Mọi người ơi, mọi người nhìn nhá. Trong phương thức S này có một cái phần tử được chèn vào đúng không? Anh em nhìn thấy là có một phần tử được chèn vào không? Và nó vẫn tăng size lên, sau đấy nó làm cái việc này này. Rồi đây, chỗ này thì anh sẽ gọi thằng này nhá. Mọi người nhìn thấy là chỗ này nó vẫn tăng size lên không? Ok, capacity là một khái niệm đấy là size của nó. Anh em thấy nó vẫn tăng size lên không? Anh em ơi, Lulu. Mọi người ơi, thấy không? Tiếp nữa nhá. Trong phần này này, các phần tử này nó vẫn cứ là để min với max các thứ bình thường. Một danh một mảng, các cái object element nó vẫn làm cái việc là nó sao chép sang nhá. Nhưng mà cái việc đấy nó đã làm sẵn cho mình rồi. Được chưa? Anh em nhìn thấy á? Ở đây nó vẫn làm cái việc là nó sao chép dữ liệu là nó tạo một mảng cũ, sau nó có một mảng cũ, sau đấy nó sao chép dữ liệu sang. Được chưa mọi người? Nhưng mà chỗ này chỉ là nó làm sẵn cho mình thay vì cái việc là mình phải làm ở bất kể một phương thức nào thôi. Được chưa? Anh em ơi. Ok không ạ? Rồi. Tiếp nữa là ở trong đây khi mà mọi người dùng như thế này ấy, thì nó sẽ tự động là cái phương thức size này nó sẽ tự động tăng lên một phần tử. Được chưa? Anh em ơi. Ok chưa? Lulu. Mọi người ơi. Thì mọi người thấy là khi mà mình dùng thằng này thì mình sẽ chỉ cần gọi cái phương thức của nó ra là được, thay vì cái việc là mình lại phải gọi viết lại một cái khác. Em hiểu không? Viết lại phương thức thêm. Rồi, chắc là cái việc viết phương thức thêm là kiểu anh trước đã viết cho mọi người rồi đúng không? Lơ rồi. Đúng không anh em? Rồi, ok, chắc là không nhớ lắm thì bây giờ sẽ nói cho mở lại cái phương thức thêm hôm qua kiểu anh có viết không nhỉ? Nghĩa là tốc độ của hai cái đều bằng nhau rồi chị ơi. Từ từ chị chưa nói đến thằng này. Chị nói về cái đấy thôi đã, cái kia cũng thôi đã. Mọi người nhìn nhá, nếu mà mình viết phương thức thêm chẳng hạn. Ok, viết phương thức thêm ở đây là mình viết ra thằng này. Thấy không? Anh em nhìn thấy là viết phương thức thêm là nếu mà mình viết thêm là mình sẽ phải tạo mới một mảng mới này. Sau đấy mình sao chép sang, sau đấy mình mới câu nó vào cái cuối cùng đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa anh em ơi? Thế mà phải viết như này nó tốn thời gian ra của mình không ạ? Và hầu hết cái mảng nào mình cũng sẽ làm cái việc này. Được chưa? Được chưa? Thế thì bây giờ cái Arilis thì nó sẽ làm thay mình cái việc này. Đấy là ok. Nếu mà mảng của ông mà ông muốn thêm thì tôi sẽ làm cái việc này cho ông. Được chưa? Thế thì cái thằng Arilis này ấy, thì nó khi mà mọi người làm như này, mọi người dùng sẵn của nó ấy, thì mọi người sẽ cần hiểu là ok, ở trong này nha, nhìn nha, phương thức của tôi là tôi lấy thêm phần tử vào này, tôi tăng nó lên này, tôi làm cái rất nhiều thằng đi chăng nữa ấy. Ok, chắc là mở lại phương thức S cho mọi người nhìn nhá.
Đây. Thì tôi vẫn tăng size lên và tôi gán giá trị thôi. Nhá. Nói về cái việc là cái nào nhanh hơn ấy thì đương nhiên là Arylis nó nhanh hơn rồi. Được chưa ở Tuấn? Thằng này nhá thì Arylis nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ gặp vấn đề là với cái to ấy, với cái cấu trúc dữ liệu mà của mình mà cái size nó to ấy thì nó vẫn như vậy thôi. Được không? Rồi, đi tiếp nhá. Rồi tạm thế đã, anh em hiểu là bây giờ thì mình sẽ dùng ăn sẵn, nhưng mà ăn sẵn này xuất phát từ việc là nó triển khai cho mình thôi. Được chưa anh em ơi? Chị ơi. Chị ơi, có nghĩa là cái S này là nó sẽ tự tạo một mảng mới ạ. Ừ, đúng rồi. À, cũng là tự tạo một mảng mới rồi nó sẽ tự điền điền cũ vào rồi nó thêm mới vào cho mình. Đúng. Mấy cả cho em hỏi là thế cái kiểu dữ liệu thì như nào chị? Ờ, kiểu dữ liệu mặc định ở đây nó là object nhá. Kiểu dữ liệu mặc định ở đây là các bạn chèn object vào. Đó, khi mà mọi người khai báo như này là mọi người có thể chèn một cái object vào nhá. Ví dụ mọi người bây giờ cái anh sẽ tạo ra một ông user ở đây chẳng hạn nhá. Được chưa? Rồi tạo ông user nhá thì chị có thể là add new user vào đây cũng được. Được chưa? Mặc định kiểu dữ liệu mặc định ở đây là object nhá. Ok chưa anh em ơi? Có nghĩa là không cần cùng kiểu dữ liệu à? Trên không. Là kiểu anh, dưới là new user vẫn được. Nó đều cùng kiểu dữ liệu là object mà. Hai thằng này đều là object mà. Kiểu anh em tưởng là string kìa. String cũng là object em ạ. Được không? Được, rồi tiếp nhé. Tất cả kiểu dữ liệu đều là object hết đúng không? Tất cả các cái class đều là object hết, từ trừ những thằng nguyên thủy. Ừ. Được chưa? Ok chưa anh em ơi? Lô. Tiếp nhá. Tiếp nhá mọi người nhá. Đây thì như này thì nó sẽ có size bằng 2. Được chưa? Rồi ok, bây giờ giả sử như là kiểu anh có thêm một cái phương thức S khác. Rồi khi nào mọi người dùng cái này. Rồi, ok, S nhá. Rồi, ở đây còn có cái phương thức là add index này, mọi người nhìn thấy từ index không? Add index này. Sau này nó vẫn làm cái việc copy này, anh em nhìn thấy không? Copy dữ liệu sang này, sau này nó tăng size lên 1, mọi người nhìn nhá. Ví dụ bây giờ Kiều Anh sẽ add vào vị trí số 1 và Kiều Anh tạo thêm một cái thằng nữa. Ờ, giả sử như là C08 1 chẳng hạn. Đó. Rồi, ok. Rồi anh em thấy là 3 không? Bây giờ Kiều Anh in ra mỗi mảng không thôi nhá. In ra mỗi cái mảng này không thôi. Thì nó sẽ ra cái object lần lượt các cái thằng Kiều Anh này, C08 và một ông user. Anh em thấy không nhở? Đưa luôn anh em ơi. Vâng. Được chưa nào mọi người ơi? Rồi nhá. Thế thì mọi người thấy là tại sao là chỗ mảng này thì nó lại in ra được? Thì thật ra là thằng này nó có two string thôi. À, sẵn rồi. Rồi. Cái gì? Chim two size này. Bạn này không có two string à? Chắc là nó là của object này. Bớt được cả phần duyệt mạng chị nhỉ? Không, chỉ duyệt lúc hiển thị ra thôi chứ không phải bớt được. Có nghĩa là thằng này nó sẽ tự có two string cho mình và nó in ra như này. À. Nó chỉ bớt được cái two string thôi chứ không phải nó bớt được phần duyệt nhá. Phần duyệt nó nhiều lắm các anh ạ. Dạ vâng. Được chưa anh em ơi? Tiếp theo nhá. Ở trong phần này mọi người có sẵn cả những cái phương thức khác, đấy là phương thức remove chẳng hạn. Ok, ví dụ mọi người muốn remove ở chỗ phần tử số 1 chẳng hạn. Bây giờ mọi người lại in ra nhá. In ra cái mảng đấy. Đó, rồi chạy. Rồi mọi người thấy là nó remove được không? Đó, rồi ok, tương tự đoạn này thì cho mọi người xem nhá. Thằng này này, tương tự nó vẫn làm cái việc copy cái mảng ra, nó giảm size đi. Được chưa? Mọi người sẽ cái cách tốt nhất là để mọi người học nhá, thì mọi người sẽ vào đọc cái của Java, thì đây được gọi là một cái doc của Java. Doc là viết tắt của document nhá. Thì khi mà mọi người vào đây, tất cả các cái phương thức này nó đều nói là phương thức này dùng để làm gì, tham số là gì, nó sẽ trả về cái gì. Đấy. Giá này nó có tiếng Việt. Bấm đâu đọc ra. Rồi, đây khi mà mọi người click vào đây. Rồi, anh em thấy không? Đây này, click chuột vào trong cái thằng nhấn Ctrl click chuột vào là được. Được. Được chưa anh em ơi? Ok chưa?
Đó, thì đấy là cái cách mà mọi người sử dụng cái có sẵn của Java nhá. Thì khi mà mọi người dùng như vậy thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng đấy là mình theo mình quay sang mình dùng kiểu cấu trúc dữ liệu dạng list ý, là dạng array list ý, thì những cái bài trước của mình nó sẽ đơn giản hơn một chút, các hoạt động thêm sửa xóa nó sẽ đơn giản hơn. Đúng không anh em ơi? Alo alo. Vâng. Được chưa nhỉ? Phần array này nhá thì bản chất của nó là nó sẽ giống cái array, giống cái mảng kia của mình thôi. Nhưng đây là nó là một khái niệm đấy là mảng động. Mảng động nha anh em nhá. Mảng động là mình có thể thay đổi, mình có thể linh hoạt là mình thêm sửa xóa các thứ thay vì cái việc là mình chỉ dùng mảng cứng như thế kia thôi. Được không? Nhưng mà về cơ bản bản chất của nó vẫn là mảng, có nghĩa là nó có thể, có nghĩa là nó có thể truy xuất theo index được. Mọi người nhìn nhá, bản chất của nó vẫn là một mảng nhá, nhưng mà nó là mảng động thôi. Thì ở trong phần này mình vẫn có thể là truy xuất thông qua index được, các cái phần tử nó liên tiếp nhau và nó vẫn có index. Chỗ này là index bằng 0, chỗ này index bằng 1, chỗ này index bằng 2. Được chưa? Được chưa? Alo, alo. Vâng. Ok chưa? Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Vâng. Nó vẫn là có index nhá. Đây vẫn là một cái cấu trúc dữ liệu mà có chỉ số, là thông qua chỉ số được. Được chưa? Mình rồi phần này nhá. Anh em ok chưa nhỉ mọi người ơi? Rồi. Dạ yeah, rồi, ok, tiếp theo nữa thì rồi tạm thằng này nhá. Print ra thì in ra nó sẽ ra mảng. Phần thứ hai nữa là đấy là lớp linked list. Thế thì cái linked list này thì nó sẽ làm cái gì? Linked list này nhá thì nó cũng sẽ là một cái cấu trúc dữ liệu nhưng mà nó sẽ là dạng khác. À từ từ, đoạn này chỗ này chắc để cho anh nói thêm một chút nữa. Nhưng mà mọi người sẽ vẫn nhìn thấy là vì là cái cấu trúc dữ liệu mà dạng mảng như này, nếu mà mọi người muốn xóa thì cái việc của nó là nó vẫn phải tạo ra một mảng mới đúng không? Sau đấy là nó dịch dữ liệu vào. Chuẩn chưa? Mọi người ơi. Thế thì ví dụ như một cái mảng của mình nó rất to chẳng hạn. Mảng của mình nó rất to thì cái việc dịch dữ liệu này có phải nó sẽ tốn thời gian không? Đúng chưa? Chuẩn không anh em? Anh em ơi. Mảng của mình nhá mà nó có hàng trăm hàng nghìn phần tử. Đằng này nó có rất nhiều phần tử. Ơi. Mẹ ăn gì chưa? Được không? Bây giờ mọi người muốn xóa thì nó lại phải dịch hết cái đám này về đúng không? Có phải là for như này sẽ to không? Mẹ nó lên đúng không anh em ơi? Chuẩn không ạ? Vâng ạ. Được chưa? Đúng chưa mọi người? Rồi. Thế thì người ta thấy là cái việc cấu trúc dữ liệu mà dạng, cấu trúc dữ liệu mà dạng mảng ấy thì kể cả mảng array list hay linked list, à mảng array list hay là một mảng thông thường ấy thì nó cũng, thì nó cũng là cái việc thêm và sửa dữ liệu, à thêm và xóa dữ liệu nó vẫn cồng kềnh đúng không? Thằng này nó rất phù hợp với việc là mọi người có thể truy xuất dữ liệu mà theo index được, và mọi người có thể duyệt mảng hay mọi người có thể sửa. Ví dụ mọi người sửa thì mọi người chỉ cần thay đổi cái tham chiếu này đến một chỗ khác là được đúng không? Sửa thì dễ đúng không? Nhưng mà thêm và xóa thì nó sẽ gặp vấn đề. Chuẩn chưa anh em? Đúng không? Thế thì người ta nghĩ ra một cái cấu trúc dữ liệu dạng khác nữa, đấy là cấu trúc dữ liệu dạng liên kết. Rồi chắc là chỗ này kiểu anh sẽ viết hẳn ra đây cho tí nữa các anh em vào Dreambot thì nó sẽ dễ nhìn nhá. Cái thằng này đấy là duyệt. Duyệt mảng thì dễ. Ok, ai cũng biết điều này. Được không? Sửa phần tử thì đơn giản. Đấy không? Đúng không? Duyệt mảng thì mình cứ đi từ đầu đến cuối thôi, xong rồi sửa phần tử cũng đơn giản luôn. Nhưng mà nó cũng, mình chỉ cần thay đổi giá trị của nó. Nhưng thay đổi chỗ này nhá, tại sao các anh lại lý giải cái đơn giản đây? Đấy là mình thay đổi giá trị theo index là được. Đúng không? Được chưa anh em ơi? Rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ gặp một cái vấn đề, đấy là khi thêm và xóa phần tử thì sẽ tốn thời gian để duyệt mạng. Đúng không? Mọi người em, cả thêm và xóa nhé mọi người nhé. Cả thêm và xóa thì đều tốn cái thời gian để duyệt mạng. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Đúng không? Mọi người công nhận với Kim Anh phần này không ạ? Rồi, thế thì nó sẽ... Nó có thể thay đổi vị trí index này ạ?
Dạ. Nó mất thời gian là do nó phải thay đổi lần lượt các cái vị trí index đấy. Do nó phải thực hiện tạo ra bảng mới xong nó copy này anh Duy. À vâng. Được chưa? Được chưa anh em ơi? Lần này anh em công nhận được kiểu anh họ, mảng của mình càng to thì cái việc lập của mình nó càng lớn và cái việc mà nó sao chép dữ liệu sang cái mảng mới nó sẽ càng tốn thời gian. Phần chua nhà mọi người ơi. Rồi, ok, thí sinh tiếp theo đấy là người ta thấy được cái vấn đề đấy thì người ta sẽ khắc phục được. Chỉ cần mình nhìn thấy vấn đề thôi, mọi người nhìn nhá. Học trong lập trình thì mọi người thấy là chỉ cần mình nhìn thấy vấn đề và mình có cái nhu cầu khắc phục nó ấy, thì mình sẽ khắc phục được thôi. Rồi, thế thì nó khắc phục cái kiểu gì? Nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc dữ liệu cũng là có chỉ số nữa nhưng mà nó sẽ liên kết với nhau như nào? Thì thằng này được gọi là linked list nhé mọi người nhé. Rồi, danh sách liên kết. Nhá. Thế thì danh sách liên kết ý, thì ở trong này nó sẽ có một cái loại đấy là nó có một cái thằng nó tên là nốt. Cái này là một phần tử. Đó, chỗ này thì anh sẽ show slide để nói cho mọi người nhá. Rồi mọi người nhìn này, thêm mới phần tử ở bảng này thì mình sẽ chuyển nhá, xóa phần tử đi mình cũng chuyển tiếp nhá. Đó anh em ơi. Được không? Mình cũng chuyển sao chép này đúng không? Cái này cũng là mình cũng chuyển sao chép đúng không? Đúng không? Rồi ok, sang phần là link list nhá. Rồi, thế thì link list thì nó lại hoạt động là dựa trên cái thằng trên là dựa trên index và các cái vùng nhớ đấy nó liên tiếp nhau. Được không? Còn thằng này là nó là dựa trên cơ chế liên kết giữa các nốt. Thế thì một nốt nó là gì? Ví dụ mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Một nốt ở đây. Rồi mọi người chưa cần quan tâm đến cái EE này vội nhá. Một nốt ở đây thì nó sẽ là mọi người nhìn cái hình này cho Kiều Anh lát ạ. Thì một cái nốt này được gọi là một phần tử. Thế thì một phần tử ở đây nó có cái vấn đề gì? Nó sẽ bao gồm là giá trị của cái phần tử đấy là cái element này. Thằng nào nó cũng sẽ có element nhá. Giá trị của phần tử đấy. Và cái thành phần thứ hai đấy là cái tham chiếu đến cái phần tử tiếp theo là cái next next ở đây. Đó, next 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 ở đây, next next ở đây. Em nhìn thấy không ạ? Mọi người ơi. Đó, một phần tử thì nó không đơn thuần. Nó không đơn thuần là nó là cái thằng phần tử kia nữa. Nó không đơn thuần, nó chỉ là cái phần tử mà như ở trên này là mình có một cái vùng nhớ đấy thôi. Thế thì ở đây một phần tử nó lại bao gồm là cả một tham chiếu đến thằng khác nữa thì đây nó mới cái này nó mới làm được cái việc liên kết tham chiếu này đến giá trị của phần tử kia rồi nhá, nó sẽ tham chiếu đến cái thằng này thì nó không phải là giá trị mà là nó chứa tham chiếu. Vâng. Nó chứa tham chiếu đến cái thằng tiếp theo này, thấy chưa? Được chưa nhỉ mọi người ạ? Là một nốt đấy nó có hai vùng nhớ. Đúng rồi, là một nốt này là nó có hai thành phần. Nó có hai vùng nhớ. Một vùng nhớ là giá trị, vùng nhớ là tham chiếu đến cái giá trị tiếp theo đúng không? Đúng rồi ạ, chuẩn ạ, chuẩn anh Phương nhá. Ok. Nốt là nó có hai thành phần, một là giá trị, cái thứ hai là cái tham chiếu đến cái phần tử tiếp theo. Được chưa các em ơi? Ok chưa? Rồi, thế thì thằng này nó sẽ làm cái gì? Như kiểu là lớp mình mà bây giờ lớp mình là nối đuôi nhau chẳng hạn. Là Cường, Tiến Cường thì cầm áo của thằng Tuấn. Thằng anh Tuấn thì cầm áo của thằng Bá Tuấn. Thằng Trường thì cầm áo của thằng anh Tuấn. Thì mình cứ kiểu là liên kết với nhau thông qua cái áo này thôi. Được chưa anh em? Được không? Mọi người hiểu không ạ? Được chưa anh em? Rồi tạm thế nhá, thì tí mình sẽ triển khai xem nó như nào. Thế thì ở đây mọi người nhìn nhá. Ví dụ phương thức mà thêm mới vào chẳng hạn. Đã, rồi từ từ nói lại cái thành phần của một cái thằng này đã. Thế thì một cái danh sách liên kết này nó bao gồm các cái nốt này đúng chưa? Các cái nốt. Và các cái nốt nó liên kết với nhau thông qua cái next này. Chứ nó không phải liên quan đến chỉ số. Có nghĩa là tôi không biết được là đâu là nốt thứ nhất. Tôi không biết được là đâu là nốt thứ hai. Ví dụ bây giờ lớp mình chỉ có cầm áo nhau thôi đi một lượt. Không biết được đâu là nốt thứ nhất, đâu là nốt thứ hai, đâu là nốt thứ ba cả. Mà mình chỉ có thể là để đi đến nốt thứ hai mình phải đi qua nốt thứ nhất. Đó, mình ở đây mình không có chỉ số bởi vì các cái vùng nhớ này nó không liên tiếp nhau. Đó, nó khác với mảng nhé mọi người nhìn nhá. Nó sẽ khác với mảng. Mảng của mình là các cái vùng nhớ nó liên tiếp nhau. Và mình gọi đến chỉ số có nghĩa là mình chỉ cần gọi đến cái thằng
tiếp theo thôi là được. Đó, mọi người ơi, mảng là nó là các cái chỉ số nó liên tiếp nhau nhá. Còn cái thằng link list này thì nó là như thế nào? Đây. Mọi người nhìn thấy như thế thì là có thể nó liên tiếp nhau thôi nhá, nhưng mà thực tế nó sẽ không liên tiếp nhau. Ví dụ mọi người sẽ câu đến đây chẳng hạn. Ok. Xong thằng này có một cái next tiếp, next đấy. Vùng nhớ này nó ở đâu mình có kiểm soát được là nó đi đâu đâu đúng không mọi người? Mình không thể kiểm soát được nó đi đâu cả. Đó, nên là để mà đến được thằng thứ nhất. Đó. Chả nghe dạ. Gì vậy? Alo. Mọi người nghe rõ không ạ? Lô mọi người ơi. Rồi, ok, các anh nói tiếp nhá. Tiếp theo. Đây nhá, thì là mình không kiểm tra được là các cái vùng nhớ này nó có liên tiếp nhau hay không mà. Ví dụ, đây nhá, thằng này. Không biết là thằng này là thằng số mấy, nhưng mà để được đi tới thằng này thì tôi phải đi qua thằng này thì nó mới được. Bởi vì thằng này nó lơ lửng ở trong vùng nhớ, nó chỉ có thể là tham chiếu thông qua một cái thằng mà nó chỉ tới đây, thằng next này nó chỉ tới. Anh em nhìn thấy không ạ? Được chưa mọi người ơi? Alo. Sơn ơi, ok chưa Sơn ơi? Được chưa mọi người? Rồi nhá, thế thì tham chiếu ở đây mình không tham chiếu được là từ... mọi người nhìn nhá, thì ở đây nhìn như này thì mọi người nhìn thấy là ok, hết phần tử này thì đến phần tử khác. Nhưng mà bản chất của nó là để đến được phần tử thứ hai thì mình bắt buộc phải đi qua phần tử thứ nhất. Và mình bắt buộc phải đi qua phần tử thứ nhất. Và mình duyệt là đến cái next này thì mình mới đến phần tử thứ hai được. Được chưa các em ơi? Ok chưa? Thế thì mình ở đây mình không biết là phần tử thứ mấy, nhưng mà mình biết được là phần tử đầu tiên nó là cái gì. Thì mình có một cái, ở trong linked list mình có một cái thằng tên là hit, là đánh dấu là đây là phần tử đầu tiên. Được chưa nhà lớp mình ơi? Ok chưa? Hit là đánh dấu phần tử đầu tiên nhá. Rồi, tail là đánh dấu phần tử cuối cùng. Cái từ hit là đầu đúng không? Tail là viết tắt của từ, à là tiếng Anh của từ đuôi. Thì phần tử cuối cùng này mọi người nhìn nhá. Phần tử đầu tiên thì là sẽ hit nó trỏ vào. Phần tử cuối cùng ấy thì cái thằng này nó là tham chiếu tới null, nó không trỏ tới đâu cả. Được chưa? Rồi tham chiếu tới null mà nó không trỏ tới đâu cả. Và ở đây nó có chữ là nó có một cái tham chiếu tên là tail nó trỏ tới. Thì ngoài cái phần tử trước, cái phần tử nó trỏ tới nữa, thì còn có một cái ở trong list là tail, là đuôi tôi trỏ tới đây. Các em ok chưa? Rồi nhá, thì bây giờ mình cứ tưởng tượng theo hình vẽ đã. Rồi mọi người nhìn nhá, lớp link list này thì nó sẽ có một lớp nốt ở trong. Thế thì mọi người nhìn thấy là từ trước đến giờ mình không có một, ví dụ cái thằng nốt này, đương nhiên là những cái class khác nó sẽ không có nhu cầu sử dụng cái thằng nốt này đúng không? Một class nốt mọi người nhìn nhá, nó có element và nó có một cái thằng next. Mọi người nhìn nhá, một class mà. Dạ. Nốt là từ khóa hay là cái tên mình đặt thôi? Tên của một lớp ạ. Okay. Đó, tên của một lớp nhá mọi người nhìn nhá, một cái nốt này thì nó sẽ không có nhu cầu là để lớp khác nó biết đúng không? Đúng không các em ơi? À, một lớp khác nó không cần quan tâm đến nốt nó là gì, chuẩn không? Đúng không? Nốt này là nó chỉ có ở trong cái thằng link list thôi. Thế thì ở đây thì mọi người lưu ý, mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Đấy là thằng nốt thì nó sẽ ở trong cái lớp này. Thì cái thằng này sẽ được gọi như trước Kiều Anh nói, đấy là inner class hoặc là nested class. Đó, thì mọi cho tới việc mà mình học lập trình thì mọi người sẽ cần biết là mỗi thằng này thì nó có một vài thằng thì mình biết được là thằng này là inner class và thằng này là nested class thôi. Đó. Tiếp nha anh em nhá. Rồi, thế ví dụ như là phương thức mà bây giờ mọi người muốn add thêm vào ấy, thì khi mà add thêm vào đầu của một cái link list ấy, thì mình chỉ cần làm cái việc, đây là cái phân tử được add vào đúng không? Mình chỉ cần làm cái việc đấy là gán cái phân tử này tham chiếu tới cái hit là cùng trỏ tới giống cái hit này. Anh em thấy không? Thằng này nhá, tham chiếu tới cái hit này là cùng bằng với cả cái hit này đúng không? Là hai thằng này đều trỏ tới, là đều bằng với cả phân tử đầu tiên, đều trỏ tới cái hit. Có nghĩa là cái e.next thì sẽ trỏ tới hit. Được chưa anh em thấy không ạ? Thay đổi liên kết.
Tiếp nữa là bây giờ hit mình sẽ, bây giờ thằng này trỏ đến đây rồi đúng không? Thì nó tự nhận là vào vùng 1 luôn. Rồi, thằng này trỏ tới đây rồi đúng không? Đúng không anh em ơi? Vâng. Rồi, thế thì bước thứ hai là sau khi mà để thằng này bằng với hit thì hai thằng này cùng trỏ tới cái thằng chỗ này. Thì mình sẽ làm bước tiếp theo, đấy là mình sẽ xóa cái, mình không thay đổi, không để hit trỏ vào đây nữa mà mình để hit thay đổi trỏ nó vào đây. Thế là được. Được. Còn các phần tử đằng sau mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm đến chỗ này thôi. Được chưa nhỉ anh em ơi, ok chưa? Vâng. Em thấy không ạ? Thế thì mọi người thấy là ok, thêm vào đầu là cái phức tạp nhất của Analytics, nếu mà nó làm là nó phải duyệt từ đầu mảng tới cuối mảng đúng không? Được. Thì thằng này nó chỉ làm một cái việc đấy là nó thay đổi tham chiếu của hit thôi. Nó thay đổi hai lượt tham chiếu thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Là thay đổi tham chiếu. Bây giờ giả sử Cường đang đứng ở đầu danh sách của mình chẳng hạn. Giả sử bây giờ Tiến Cường đang đứng ở đầu danh sách của mình mà chị thêm một bạn là bạn Cúc chẳng hạn. Thế thì Cúc nó chỉ cần tìm đến Cường đang ở đâu là nó nhảy vào trước Cường. Thế là xong. Những người đằng sau không quan tâm luôn. Được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Được không? Các em thấy là nếu mà như thế này mà mình dùng Analytics là toang rồi không? Mình phải đi lặp đi lặp lại cái việc sao chép đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần thay đổi tham chiếu thôi. Chuẩn chưa nhỉ mọi người ơi? Vâng. Rồi. Thế thì mọi người sẽ thấy là thằng này cái thao tác thêm của nó sẽ nhanh hơn không? Đúng không? Thế thì bây giờ giả sử một cái hoạt động mà mình làm CRUD mà mình lúc nào mình cũng thêm vào đầu danh sách thì có phải mình nên ưu tiên sử dụng linked list hơn không? Đúng không nhỉ anh em nhỉ? Chuẩn không ạ? Anh em ơi. Rồi ok. Thế thì tại sao ở trong phần này nó lại có một cái câu đấy là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đấy là mấu chốt của hiệu năng của chương trình. Đấy là do mà khi mà mình biết là cái cấu trúc dữ liệu này thì tôi sẽ thuận tiện cho việc thêm sửa xóa hay hơn, hay là cấu trúc dữ liệu kia tôi thuận tiện cho cái việc gì hơn. Được không? Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Tiếp nhá. Tiếp nhá. Rồi, ok, thí sinh tiếp theo. Phương thức ELAT, ôi tương tự LAT đây cũng thế tiếp, không phải làm cái gì cả. Thay đổi tham chiếu, mọi người nhìn tiếp nhá. Thằng này, ELAT có nghĩa là S vào dưới cùng. Được không? S vào dưới cùng thì theo nó đang ở đây đúng không? Được chưa? Bây giờ thêm mới thằng này vào đây. Ok, một phần tử được thêm mới vào. Thế là nó chỉ cần là trỏ cái thằng này câu vào đây. Đúng không? Trỏ cái thằng mà bây giờ đang là theo này trỏ tới đây, xong là cái chấm next của nó thì nó sẽ trỏ tới cái phần tử mới. Được chưa? Tiếp theo, cái thằng theo nó không ở đây nữa. Nó tham chiếu về đây. Đây anh em nhìn thấy đây này. Được chưa mọi người ơi, thấy không? Được, các em thấy không? Rồi, thêm mới thằng này cũng không có một thằng nào cần duyệt cả. Mình chỉ cần tìm đến đúng cái phần tử mà mình muốn thôi. Là được. Tìm đến và thay đổi tham chiếu. Được, ví dụ bây giờ Xuân Anh và Quang Anh đang đứng ở cạnh nhau ở trong cái danh sách của lớp mình. Được. Bây giờ Quang Anh đi. Bây giờ chị chèn Quỳnh Anh vào. Ok. Quỳnh Anh nó đi vào giữa hai thằng. Bây giờ nó chỉ cần tìm Quang Anh ở đâu. Nhảy vào sau Quang Anh. Xong rồi thằng Xuân Anh bắt lấy cái áo của Quỳnh Anh. Thế là xong. Không cần quan tâm đằng sau có bao nhiêu phần tử, đằng trước có bao nhiêu phần tử. Đúng không? Hoặc là lớp mình ai đứng cuối nhỉ? Ai đứng cuối đây? Sơn à? À Ý đúng không? Ý đứng cuối đúng không? Bây giờ thêm Yến vào chẳng hạn. Đúng không? Yến chỉ cần quan tâm ai là người cuối cùng. Thay đổi tham chiếu thế là xong. Đúng không? Lớp mình có bao nhiêu phần tử, bạn Yến cũng không cần quan tâm. Đúng không nhỉ anh em ơi? Phần linked list này các em thấy là các cái phương thức là thêm của nó nhanh hơn không? Bởi vì nó chỉ cần thay đổi tham chiếu. Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Ok nhỉ? Rồi, tiếp nhá. Đấy là cái thứ này. Thế thì tại sao các anh lại đi sâu mà những cái thằng kia lại không đi sâu? Bởi vì là mảng thì mình quá là quen rồi. Mảng thì mình quá là quen rồi. Rồi, tiếp nhá. Phương thức S này. Đây, phương thức mà S vào giữa chẳng hạn. Mọi người nhìn nhá. Phương thức mà S vào giữa đây, mọi người nhìn đây. Bây giờ S vào giữa, ok.
Kiểu anh bảo là ép vào giữa thì nó lang à, nó gặp vấn đề. Anh Toàn bị làm sao đây? Này lag quá rồi. Mọi người ơi, tiếp nhá, phương thức của S vào giữa. Thế thì nó chỉ cần quan tâm đến cái thằng nó đang cần S là thằng thứ bao nhiêu. Ví dụ bây giờ thằng này đang cần S đây. Thế thì chỗ này mọi người lưu ý cho Kiều Anh nhá. Thì chỗ này nó sẽ phức tạp hơn một chút thôi. Nó phức tạp hơn một tí thôi chứ không phức tạp quá nhé mọi người nhá. Ví dụ mọi người muốn S vào đây. Anh em muốn S phần tử đấy vào đây đúng không? Mục tiêu của mình là S vào sau cái chữ current mà mình muốn thêm này. Trường ơi tập trung vào đây đó chị. Nhắn tin về gái hả? Trường. Không chị. Phương thức S vào đây nhá. Em vừa nghe mà. Rồi ok. Thì mọi người lưu ý nhá, phương thức S vào đây thì mình sẽ cần quan tâm là bây giờ mình nhảy thằng này vào đây đúng không? Thế thì mình có các bước như sau. Rồi, chỗ này các anh sẽ biết các bước này nhá. Các bước như nào? Rồi. Bước 1 là đoán lại các bước đi. Bước 1 là mình sẽ thay đổi cái tham ok. À chỗ này chắc là các anh sẽ vẽ sơ đồ theo màu nhá. Rồi, bước 1 là mình sẽ câu thằng này từ đây sang đây. Mọi người nhìn thấy không? Tưởng tượng của mình nhá, là câu thằng này từ đây sang đây, đúng chưa? Đúng không các em? Rồi, ok, chắc là các anh sẽ ghi số 1 ở đây. À, giả sử nhá, đây là số 1 chẳng hạn. Rồi, bước 2, đây là theo tưởng tượng của anh nhá, kiểu anh đoán mò nhá. Bước 2 là kiểu anh câu thằng này vào đây. Đúng không? Thế là xong đúng không mọi người? Được không? Rồi bước 3 là xóa thằng này đi. Đúng không mọi người ơi? Đấy là theo tưởng tượng của kiểu anh nhá. Đấy theo tưởng tượng. Thế thì ở đây mình sẽ gặp một cái vấn đề là nếu mà mình để như này nhá. Thế thì ở bước 1 ý, mà mọi người câu thằng này sang đây ý. Mọi người câu từ thằng current này sang thằng phần tử mới này. Nếu mọi người làm ở bước 1 nhá, mọi người câu từ thằng current sang phần tử mới này nhá. Em thấy không ạ? Thế thì mình sẽ bị mất vết thằng này. Chuẩn không? Mọi người ơi. Nếu mà mình mà làm bước 1 thì mình sẽ bị mất dấu thằng này. Bởi vì thằng này nó có được tham chiếu đến nữa đâu đúng không? Đúng không em ơi? Lolo. Đó, bước 1 nhá, mình từ thằng này mình câu đến đây mình sẽ bị mất dấu thằng này, có phải toang rồi không? Đúng không các em? Anh tưởng là bước 3 mới xóa cái tham chiếu kia đi thì vẫn còn dấu chứ. À đấy thì là do mình tưởng thôi anh ạ. Chứ à, lúc đầu khi mà mình thay đổi tham chiếu sang đây là cái này nó bị mất rồi. À thế. Ờ rồi, thế thì mọi người nhìn nhá. Đấy là do mình tưởng tượng, đấy là chuyện mình tưởng tượng là ok trong thực tế cuộc sống là nếu mà tôi quan tâm đến một cô gái khác thì cô gái cũ vẫn đứng đây đợi tôi đúng không? Nhưng không phải. Cô gái cũ đã tham chiếu sang một người khác rồi. Mình mất tham chiếu đến cái đấy rồi. Anh em hiểu không? Anh em hiểu ý kiểu anh không? Yeah, nên là đoạn này anh em sẽ hiểu bản chất nhá. Các anh hay lấy ví dụ linh tinh đấy đâu. Ok, bây giờ anh Thảo đang quan tâm đến một cô gái nào đấy. Bây giờ tham chiếu đến một người khác. Thế có phải mọi người tưởng tượng là nó vẫn đứng đấy đợi mình thôi. Nhưng không phải đâu, nó mất dấu luôn rồi. Thì ở trong vùng nhớ nó sẽ giống với cả cái đoạn này. Ở trong vùng nhớ này. Mọi người nhìn nhá. Ở trong vùng nhớ đây. Đây nó nhảy linh tinh mà. Thằng đấy nó còn đứng đấy đợi mình đâu. Nó chỉ có là ông khác ông tham chiếu đến tôi thì có liên kết thôi. Còn không có liên kết thì thôi. Đúng không mọi người? Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi thế thì ở trong phần này thì cái đoạn bước này kiểu anh vẽ bịa ra thế là trong thực tế thôi. Là mình tưởng tượng thế thôi nhưng mà mình sẽ không làm được như này. Kiểu anh xóa đi nhá mọi người nhá. Mình sẽ phải thay đổi cái thứ tự để nó có ý nghĩa được. Nó có thể lưu lại được. Rồi thế thì phương thức S thì nó sẽ làm cái gì ở đây? Mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn đây này. Rồi đầu tiên nhá, nó phải gán thêm bằng thằng này. Có nghĩa là một cái biến tạm để lưu thằng này lại. Được chưa mọi người? Một cái biến tạm để lưu thằng này lại nhá. Đây, cái đoạn này nó phải đầu tiên. Biến tạm để lưu cái thằng current mà chấm next này. Đến đây. Được chưa anh em ơi? Được không mọi người? Sau đấy nó mới thay đổi tham chiếu từ thằng này sang đây được. Được không? Sau đấy thì nó sẽ thay đổi tham chiếu từ thằng này đến cái thằng tem là cái biến tạm này. Đây là cái số 3. Được chưa nhỉ? Mọi người ơi, ok chưa?
Alo alo. Rồi mọi người nhìn thấy đấy nhá. Ok. Rồi. Mọi người nhìn một chút nhá, xong có lại câu hỏi nào thì hỏi lại cho anh. Đúng rồi, nó sẽ giống như hit với tail. Đấy là mình không next tail đi trước, đúng rồi, chuẩn chuẩn như Cường nói là đúng nhá. Mình không next tail đi trước, mình không next hit đi trước mà mình gán trước phần tử, sau đấy mình mới câu lại. Cường xịn nhá, đúng rồi, tư duy càng ngày càng tốt hơn rồi đấy. Đó, mọi người nhìn một chút nhá, xem có câu hỏi này nữa không. Hỏi như này vị trí phân tử có thay đổi không? Vị trí á, từ từ Long ơi, thằng này nó không có vị trí nhá, nó không có vị trí đâu. Long nhá, thằng này nó không có vị trí đâu, nó chỉ có là phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng thôi, những cái khác nó không có được đâu. Long nhá. Nó chỉ quan trọng là Long nắm tay ai đấy. Đúng, chuẩn, nó chỉ quan trọng là Long nắm tay ai thôi. Xịn xịn, đấy à. Nhìn một tí nhá, và phải đúng thứ tự này nhá, chứ không phải mình cứ nhìn mũi tên rồi mình thay đổi là nó bị mất đấy. Tức là cơ chế bắt đầu nó sẽ là như nào cơ nhỉ? Cơ chế bắt đầu của nó nhá là ở đây nó phải, một là nó phải dùng một cái biến thêm để nó lưu thằng này lại. À, phút ra ngoài. Vâng. Đã. Dùng một biến thêm để lưu thằng này lại để nó có thằng vào cái thằng e đấy. Đúng. Xong rồi lấy thằng e nối vào cái thằng tem kia. Đúng. Bởi vì khi mà mình thực hiện cái bước 2 này, tem kia bị nứt ra thì nó lại không có tham chiếu điện độ. Đúng. Thằng tem này là lúc mà mình để như này nhá, anh nhìn nhá, lúc mà mình để như này. Từ từ anh Duy, anh nhìn cho em nhá. Lúc mà mình từ đây, đáng nhẽ là cái thằng ở thằng current này nó chấm next là nó chọn đến đây đúng không? Nhưng bây giờ mình chọn nó đến đây rồi, thế là thằng này không có cái lưu trữ nữa. Nếu mà mình không dùng tem lưu trữ ở trước ấy thì nó sẽ gặp không cái vấn đề là tất cả cái chỗ đoạn đằng sau cũng không lưu trữ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ bị mất dấu. Cái thằng cũ ở vị trí thằng tem thế nào không ạ? Thằng dạ sao ạ? Cái thằng cũ ở vị trí thằng tem đó. Làm gì có thằng cũ nào ạ? Ở đây đâu ạ? Anh ơi, không có thằng cũ nào nhá. Mình vẫn là chỗ này nó chỉ là tham chiếu thôi anh ạ. Anh toàn nhìn nội em nhá. Chỗ này là nó sẽ có một cái tham chiếu ở đây nhá, được chưa? Thế thì bây giờ nhá, thằng này nó chuyển sang đây rồi thì nó không có cái nào trỏ tới đây nữa. Vâng. Đó, nên là nó không có cũ nữa anh ạ. Khi mà mình thay đổi tham chiếu từ đây đến đây là nó không còn nữa. Chị ơi, cái next nó không trỏ đến giá trị nữa mà nó trỏ đến cái next tiếp theo ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Chị nói lại một cái nốt nhá, em nhìn nhá. Em quay nhìn nó chị nhá. Một cái nốt bao gồm là một phần tử. Vâng. Và bao gồm tham chiếu đến thằng tiếp theo. Vâng. Đó, tham chiếu đến thằng tiếp theo. Không chị ơi, ý em hỏi là cái chữ like ấy sao nó nối vào cái next kia mà nó không nối vào EI cộng 1 ạ? Ơi? Tại sao nó không nối vào cái EI cộng 1 mà nối vào cái next chữ next ạ? À, nó không nối vào chữ next đâu em ạ. Cái chỗ này nhá là nó tham chiếu ở đây, nhìn lại cho chị cái phần này nhá. Nó không nối đâu, cái phần này đừng quan tâm nó là nối nhá. Ờ, nó ý bảo, ý em hỏi là chị cần chỉ bằng cái được thôi, không cần thiết vậy. Ờ, đúng rồi. À. Chứ không phải là nó nối đến chữ next đâu nhá. À, vâng. Dạ, rồi. Ok. À, thì cái phương thức này thì cũng là một phương thức đặc biệt cồng kềnh của cái thằng nếu mà mình chèn vào giữa của Aurelis thì mình cũng đi tìm kiếm rất là nhiều đúng không? Nhưng mà ở đây mình chỉ cần tìm đến thằng current này thôi. Thằng hiện tại này thôi, mình không cần quan tâm cái đằng sau luôn.
Bình thường cái đằng sau là mình sẽ thực hiện sao chép đúng không? Bây giờ mình không cần phải làm thế nữa. Mình chỉ cần tìm đến cái vị trí và mình thay đổi tham chiếu, vậy là được. Cái đoạn này em mất mạng, chưa hiểu lắm. Rồi ok, chắc là tí thì em nói lại cho anh đoạn sau nhé. Mọi người ơi đi tiếp nhá, mọi người thấy không? Mọi người ơi, các cái phương thức thêm, sửa và xóa của thằng này thì nó... À, sửa thì nó sẽ lại sửa nhá. Chỗ này chắc là nói thêm một chút về sửa. Remove này thì không nói nữa nhá. Mọi người nhìn nhá, remove này thì cũng vậy nhá mọi người nhá. Xóa đi. Xóa mọi người không phải là xóa đi đâu, mà mọi người chỉ cần là chuyển cái hit sang cái thằng bên cạnh. Thế là nó sẽ xóa mất phần tử đầu tiên rồi. Anh em hiểu không? Vâng. Rồi nhá, bởi vì sao? Bởi vì thằng này nó không có tham chiếu đến. Thế là nó mất luôn. Được không? Mọi người ơi. Rồi nhá, thì nó rồi. Thì remove cũng thế. Đúng rồi, remove cũng thế nhá. Remove mà các phương thức là last thì cũng vậy. Mình thay đổi tham chiếu. Thằng này xóa mình cũng chỉ cần thay đổi tham chiếu thôi. Được chưa nhỉ anh em ơi? Ok ok chưa? Anh Thảo ơi. Nó cứ xác định tham chiếu đến thằng sau nó thôi đúng không? Đúng rồi. Nó không cần quan tâm đến những thằng khác. Thằng cuối cùng thì sẽ tham chiếu là null. Đúng. Và trong phần này nó sẽ, mọi người lưu ý nhá, là nó có hai cái đánh dấu để nó biết đâu là phần tử đầu tiên. Thì nó cái đánh dấu đấy tên là hit và tail. Thì tức là nếu mà chỉnh thằng đầu tiên thì sẽ vẫn bị ngoài chỉnh. Thì là chỉnh nó là hết tham chiếu đến cái thằng đấy. Đúng. Còn lại tất cả bên trong thì chỉ tính tham chiếu đến thằng đằng sau. Đúng. Thằng bên trong nó không thay đổi gì cả. Bởi vì nó có những cái tham chiếu kia nó vẫn được giữ nguyên. Em ơi, ok chưa? Rồi nha, tiếp nha. Thì đấy là cái phần này rồi. Thế thì sẽ lưu ý cho mọi người một chút liên quan đến link list. Thì nhìn thì có vẻ kinh đấy. Thế thì tham chiếu thì mình chỉ cần thay đổi tham chiếu thôi. Thế thì nếu trong trường hợp mà sửa thì nó sẽ gặp vấn đề gì? Mọi người nhìn nha. Ở đây ví dụ kiểu anh muốn sửa phần tử số 2. Thì trong này nó có phần tử số mấy đâu đúng không? Mình lại phải đi qua phần tử đầu tiên này. Xong mới đến là ok, chỗ này là hit của tôi đúng không? Thế là chỗ này tôi có một biến y. Sau đấy y mà đến phần tử thứ hai là tôi cộng next lên thì tôi mới biết là chỗ này là bằng 2. Đúng không? Nó mọi người ví dụ như trong này, mọi người nhìn thì có vẻ biết là đấy là nó có chỉ số thôi, nhưng mà thực tế chỉ số của nó là nó phải đi qua lần lượt các nốt 1. Được không? Thế thì nó đi qua lần lượt các nốt 1 ở đây thì nó sẽ gặp một cái vấn đề là, ví dụ trong trường hợp mọi người muốn sửa thì mọi người lại phải đi tìm như này đúng không? Tìm xong rồi mọi người sửa luôn. Đúng không mọi người? Tìm mà mọi người phải duyệt qua. Ví dụ mọi người muốn tìm đến phần tử thứ n thì mọi người phải duyệt qua n trừ 1 phần tử. Đúng không? Bởi vì nó có index đâu, nó có các phần tử này nó có liên kết, à nó có ở vùng nhớ nó liên tiếp nhau đâu. Không tìm theo tham chiếu nữa. Nó phải tìm theo tham chiếu. Nó phải tìm theo tham chiếu và nó phải là đi từ phần tử số 1. Phần tử số 1 next ở đâu thì nó mới biết là đằng sau phần tử số 2. Phần tử số 2 next ở đâu thì nó mới biết là phần tử số 3. Phần tử số 3 next ở đâu thì nó mới biết là phần tử số 4. Nó bắt buộc phải lần lượt thế. Đúng không? Thế thì đúng nhỉ? Định ơi, ông một phát ra luôn là ví dụ tìm thằng 4 thì sẽ là tìm thằng tham chiếu đến thằng số 5. Không. Không ạ. Tìm bây giờ mình muốn tìm đến thằng số 5 là mình tìm phải tìm đến thằng số 4. Đây. Nhưng muốn tìm thằng số 4 thì phải tìm thằng số 3. Đúng. Tìm thằng số 3 thì phải tìm thằng số 2. Đúng. Thế là cuối cùng là vẫn phải tìm hết đúng không? Đúng. Nói chung là phải tìm thằng hit đầu tiên. Phải tìm thằng hit đầu tiên, sau đấy mình mới đi đến những thằng tiếp theo được. Thế thì ở trong này, ví dụ, đấy là trong những cái trường hợp mà sửa với xóa thì sửa với xóa nhá, thì nó sẽ giống cái thằng Avalid kia là mình vẫn phải tìm kiếm và mình thực hiện
Ví dụ thằng kia thì mình thực hiện sao chép, còn cái thằng sửa với xóa thì ở bên kia thì mình thực hiện sao chép. Còn ở đây là mình phải thực hiện tìm và duyệt hết phần tử này đến phần tử khác, đúng không? Đúng không? Thế thì ví dụ như rằng thằng kia là sửa với xóa, thì sửa với xóa ở đây thì sửa với xóa ở đây thì mình chỉ cần là tìm kiếm một nửa thôi, nó khác với thêm với xóa thì mình chỉ cần tìm kiếm một nửa. Còn hàng đằng sau mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm hàng đằng trước thôi, đúng không? Đúng không nhỉ anh em nhỉ? Chuẩn không ạ? Rồi thế đi. Ok, vậy thì ở đây mình sẽ gặp một cái vấn đề, đấy là trong trường hợp mà mình chỉ sửa thôi, mình không thay đổi liên kết, thì nó sẽ, cái việc mà mình duyệt như vậy thì nó vẫn tốn thời gian, đúng không? Nên là thằng link list này mình chỉ ưu tiên, à thôi, nói là nên đi, ưu tiên sử dụng trong trường hợp dữ liệu thường xuyên thêm và xóa. Đó. Còn nếu mà dữ liệu mà thường xuyên sửa nhá, thì dùng Aralit. Được chưa? Anh em ơi, lô lô các anh em ơi, ok chưa? Yes sir. Được chưa mọi người ạ? Ok không ạ? Rồi. Anh chị ơi, em hỏi một tí ạ. Ờ rồi. Vâng ạ. Nếu mà trong một bài tập mà có cả 3 phần thêm sửa và xóa thì mình nên dùng cái phần nào hơn ạ? Rồi nhá, trong một bài tập ý, thì thật ra bài tập nào nó cũng sẽ có thêm và sửa và xóa thôi. Bài tập nào cũng thế. Nhưng mà ví dụ nhá, bây giờ chị ví dụ một tí. Ví dụ như là số chứng minh thư nhân dân các bạn không bao giờ sửa, chỉ có thêm và xóa thôi, đúng không? Vâng. Đúng không? Chuẩn không? Thì cái đúng thằng rồi. Mà để quản lý số chứng minh thư nhân dân nhá, thì chị sẽ dùng là linked list. Vâng ạ. Được chưa? Định hiểu ý chị không nhỉ? Rồi ạ. Đấy thì cái bài toán nào nó cũng sẽ là cái bài toán nào nó cũng sẽ có thêm sửa và xóa thôi, nhưng mà cái hoạt động nào nhiều hơn ý thì mình còn phụ thuộc vào nghiệp vụ nữa. Được không? Và cái nghiệp vụ ấy thì nó phải liên quan đến thực tế. Được không? Hầu hết là dùng linked list. Chị ơi. Ơi. Thế nếu mà cái bài quản lý số chứng minh nhân dân đấy thì phải tách thành hai cái cấu trúc dữ liệu. Không. Chứ đâu phải là... Không cần. Quản lý mỗi số đâu. Không cần. Rồi, chị hiểu ý của Lộc nhá. Chỗ này chắc chị sẽ phân tích lại cho. Ví dụ nhá. Bây giờ chị có user. Bây giờ chị có user mà user đấy ở trong một hệ thống là quản lý, ở trong một hệ thống là quản lý dân cư chẳng hạn, thì cái nhu cầu sửa của chị ít, chắc chắn ít, đúng không? Và mọi người nhìn thấy là người ta sẽ làm khó mình rất nhiều trong việc là mình sẽ đi sửa ngày tháng năm sinh hoặc cái gì đấy liên quan đến số chứng minh thư nhân dân, đúng không? Ví dụ là user đấy mà ở trong hệ thống quản lý dân cư nhá, thì chị sẽ dùng là link list. Nhưng cũng cùng cái class user đấy cũng có số chứng minh thư, nhưng mà các bạn là ở trong hệ thống quản lý học viên chẳng hạn. Được không? Lộc ơi, Lộc hiểu không? Thì có thể là cái việc thêm sửa xóa số chứng minh thư đấy là bình thường, vì chuyện là các bạn nhập sai thì nó là không phải là vấn đề. Nhưng mà nó ít xảy ra thôi. Đúng rồi. Ok chưa nhỉ Lộc ơi? Lộc ơi. Ok nhá. Được chưa anh em ơi? Lô. Linked list thì thêm với xóa là đầu với cuối là dễ rồi không ạ? Đúng rồi, thêm xóa đầu cuối hay là giữa thì mình sẽ thêm và xóa thì mình sẽ ưu tiên dùng linked list. Nó thêm, chẳng hạn như thêm vào giữa đoạn giữa thì nó vẫn phải tìm đấy. Vâng ạ, vẫn phải tìm nhưng mà nó sẽ không phải sao chép cái thằng đằng sau nữa. Còn nếu mà với Aralit thì mình lại phải sao chép thằng đằng sau. Rồi. Mọi người ơi, phân biệt được hai thằng này chưa? Ok rồi. Thế thì mọi người hiểu nhá. Trong cái collection nó đã tự sẵn có cái thằng đấy rồi. Thế thì những bài tập của cô Jim nhá, mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Những bài tập của cô Jim nhá, những cái này nó có sẵn hết rồi nhá mọi người nhá. Được không? Những bài tập của cô Jim là yêu cầu chúng ta phải triển khai lại dùng cái cấu trúc dữ liệu dạng mảng. Triển khai lại, mọi người nhìn nhá, triển khai lớp list nhá, triển khai linked list nhá. Giống như kiểu cách người ta tạo ra những cái đấy chứ. Đúng rồi, là để mọi người hiểu được cái cách mà nó triển khai như thế nào. Chứ không, mọi người ở đây nhá, còn cái cách dùng ấy là mọi người không khác gì dùng phương thức ăn sẵn cả. Nhưng mà khi mà dùng ăn sẵn ấy thì mọi người không hiểu được bản chất.
Và cái câu hỏi mà ví dụ như là ra ngoài doanh nghiệp, kiểu anh thấy rất nhiều bạn học viên của Kiều Anh đã từng được hỏi là cấu trúc này tại sao nên dùng cái thằng này hơn, tại sao nên dùng cái kia hơn. Thì mọi người, nếu mà mọi người không tự làm được ấy, mọi người chỉ nói là ok chị Kiều Anh bảo thì thế này, ok theo tài liệu của Java nó bảo thì thế này, mà mình nên chuyển theo cái hướng là ok em đã thử và em thấy là ok viết cái đoạn code đấy nó lằng nhằng thế ạ. À. Được không? Anh em hiểu không ạ? Mọi người ơi, hiểu ý em không nhỉ? Vâng. Được chưa nhỉ anh em ơi? Chuẩn phần này ạ. Thì mọi người sẽ hiểu là các cái bài tập ở trong này nhá đều là các bài tập triển khai lại chứ không phải cách dùng. Được không? Dùng thì mọi người cho tới bây giờ thì chúng ta sẽ dùng suốt. Nhưng mà cái cơ hội mà để các bạn triển khai lại ấy, thì nó sẽ không có như hôm nay anh em tận dụng triển khai nhé mọi người nhá. Ok chưa? Xong hai ý là Agrelip và Linklist chưa? Đó, em sang ý tiếp theo nhá. Sang ý tiếp theo nhé mọi người nhá. Rồi, thế thì mọi người vừa hỏi là cái này nó có ý nghĩa là gì và mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Cái này nó có ý nghĩa gì? Mọi người nhìn này. Agrelip là vừa rồi Quang Anh có hỏi là chị ơi, cái này nó chị chèn được nhiều thế, vừa là Kiều Anh vừa là user kia. Thế thì mặc định của thằng này nó là object nhá mọi người nhá. Mặc định của thằng này nó là object. Đó, anh em nhìn thấy không? Object mọi người chèn cái gì vẫn được, mọi người chèn new user vẫn được. Giả sử như bây giờ mọi người lại chèn tiếp nhá. Ví dụ như bây giờ mọi người lại chèn tiếp là ví dụ Kiều Anh sẽ để là employee ở đây chẳng hạn. Đó, mọi người có chèn employee ở đây và cũng không sao cả. Chèn số được không chị? Không được. Từ từ đợi chị một tí, để chị sẽ nói thằng này. Object là những cái thuộc Java cũng đã mảng chung cái gì gọi là mảng cha của Java. Từ object nhá. Thế thì object là cái gì? Thì bây giờ Kiều Anh sẽ nói lại nhá. Ở trong của Java ấy, thì nó sẽ có một cái class mà được tất cả các cái class khác kế thừa. Đấy là class có tên là object. Object. Được không? Tổ tiên ấy. Đúng rồi, tổ tiên của các cái class khác thì nó sẽ là object để cho anh em ơi. Ok, thằng này nó sẽ có toString và một cái vài phương thức Xcode các thứ khác. Thì tất cả các class mà các anh em tạo ra nhá thì đều là class và kế thừa từ. Thế sao nó không đặt là Adam hay Eva lại đặt là object nhỉ? Trời ơi ông ơi. Cho dễ hiểu. Chán không? Đó. Adam. Trời ơi, là Long Quân vô cơ. Ừ. Chị ơi. Long Quân. Cái này là có chung index 1 với nhau đều được hả chị? Index 1 thì bây giờ index 1 đây phải đâu phải trùng index đâu. 1 bây giờ nó đã ở chỗ khác rồi mà em. Hiểu không? Nhìn nhá. Chỗ này chị nói để cho định theo dõi nhá. Đây, khi mà chị nhìn ở đây này. Chấm. À quên, chỗ này chị add ra mạng nha. Nhìn nhá. Bây giờ cái phần đầu tiên của chị là Kiều Anh này, xong rồi C08H1 là chỗ này là 1 đúng không? Bây giờ chị là chèn thêm một cái 1 nữa thì cái index là có nghĩa nó sẽ chèn vào vị trí số 1 ở đây mà. À, Định ơi. Em vỡ nào rồi ạ? Được chưa? Bạn vỡ. Được chưa nhỉ mọi người ơi? Ok chưa? Vâng ạ. Rồi, tiếp theo nhá. Tiếp theo thì bây giờ như Quang Anh vừa hỏi là tất cả cái đám này thì đều là object, đều là cái gì hả chị? Thì ok, nó đều là object nhá. Nhưng mà trong phần này em có một cái nữa, đấy là ví dụ như là bây giờ Kiều Anh có một bảng khác, đây là cũng là Arraylist. Rồi xong Kiều Anh để ở đây, đấy là ok, ví dụ như bây giờ Kiều Anh để là user chẳng hạn. Ok, bây giờ Kiều Anh sẽ để user như này nhá, bằng new Arraylist. Rồi, được chưa? Bây giờ ví dụ nhá, bây giờ Kiều Anh chèn user này, xong Kiều Anh add. Mọi người nhìn nhá, bây giờ mà Kiều Anh add user, new user vào đây thì được. Được không? Mọi người nhìn thấy Kiều Anh add new user vào được đúng không? Ok. Mọi người nhìn tiếp theo nhá. Bây giờ Kiều Anh lại add new employee nữa. Rồi, nó lỗi lòi mắt ra luôn anh em nhìn thấy không? Được không? Em ơi. Employee ở đâu? Đây đây, em vừa tạo ra một cái employee. Ở đây em có hai cái nhá. Một cái employee và một cái user này. Nó không cùng kiểu dữ liệu ạ. Từ từ bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh đã. Mọi người nhìn thấy ở đây em có hai class nhá. Một là employee hay là user, được chưa? Hai thằng này không liên quan gì tới nhau. Được chưa nhỉ? Rồi nhá, bây giờ nhá, ở trong này em tạo ra một cái array list xong em điền cái user vào đây. Thế thì ở trong này em chỉ điền được user thôi.
chứ mình không điền được cái khác mà nó không cùng cái class này và không trùng cùng chuỗi kế thừa. Được không? Anh Cường theo dõi thấy không ạ? Anh Cường theo dõi luôn. Được. Anh Cường ơi. À, kiểu nhà anh của tao là ít hơn không? À, vậy là nếu mà cho employ kế thừa user thì vẫn có cho vào được. Từ, cái đấy thì chị nói sau đã. Quang Anh đang phát hiện khá là tốt nhé, mọi người nhìn nhá. Thế thì cái thằng mà chỗ này có nghĩa là nó sẽ là quy định kiểu dữ liệu như tham số đúng không? Vâng, đang là kiểu dữ liệu user đúng không? Đúng rồi. Như là tham số. Đúng không anh em ơi, chuẩn không? Vâng. Có nghĩa là bây giờ mọi người truyền vào kiểu khác không được. Được chưa, chuẩn không? Thế thì thằng này nó sẽ được gọi là chỗ mà đóng mở ngoặc như này này, cái thằng này này, thì cái thằng này được gọi là generic. Đó, thì mọi người sẽ vào cái thằng Avalid một chút nhá. Mọi người nhìn thấy là đây này, nhìn thấy không, thằng E này. Thế là tất cả những cái thằng này ở đây nó đều là kiểu E nhá mọi người nhá, nhìn thấy không. Đây nhá, generic này, E này. Thế là lúc này em khai báo một thằng mảng user xong, đáng nhẽ là ở đây mặc định thì nó mặc định là nó là object được chưa. Nhưng mà nếu mà mọi người khai báo một kiểu cụ thể, ví dụ như là user đây, thì ở trong này tất cả những cái chữ E ở đây, ví dụ phương thức S. Ví dụ phương thức S ở đây là nó chỉ được S, E và thôi đúng không mọi người, nhìn thấy không? Vâng. Đúng không? Chuẩn không? Rồi mọi người chỉ được S, E và thôi, vì vậy nên là ở trong phần này nó sẽ không được S thằng này vào. Thế thì generic này nó quy định kiểu dữ liệu tham số thì nó sẽ có cái tác dụng gì? Nó sẽ tác dụng ở đây có nghĩa là mình không cần ép kiểu. Ví dụ như mọi người mặc định nó là object hết đúng không? Bây giờ khi mà mọi người muốn sử dụng cái gì đấy của user chẳng hạn. Đúng không? Thì mọi người chỉ cần là, ví dụ bây giờ trong phần này em có một phương thức của user nhá, là em có phương thức M1 nhá. M1 của user đi chẳng hạn. Rồi, void này. User này. Yeah, ok. Thế thì bây giờ em chỉ cần lấy cái thằng này ra thôi, mọi người nhìn nhá. Thì chắc chắn là rồi chấm get, em lấy phần tử số 1 ra chẳng hạn. Số 1 hay số 0 gì đấy. Rồi, em sẽ chấm được M1 user. Mọi người thấy em không cần ép kiểu sang đúng không? Đúng không? Mà em vẫn làm được việc này, anh em thấy không ạ? Bởi vì mặc định của nó là object mà, nó có M1 đâu. Vâng. Ok, get. Get ở đâu tới à? Đây, get. Đây nhá, truy cập đến phần tử ở trong cái Avalid thì mình sẽ dùng get chứ không phải dùng index nha, không phải dùng cái đóng mở ngoặc như hôm trước nữa. Rồi phần tử thứ 1 đấy. Vâng, đúng rồi. Chấm get không là thế nào hả chị? Get không nhá. Thôi được rồi, chắc là chị sẽ nói thêm một chút. Ở đây nhá, là trước là mình gọi một mảng, ví dụ là mảng thì mình sẽ để như này, xong là mình để số lượng ở đây đúng không? Để như này đúng không? Là truy cập đến phần tử đấy. Được không? Nhưng mà ở trong cái thằng này thì mình sẽ không dùng như vậy nữa, mà mình sẽ dùng thông qua phương thức get. Sau đấy mình truyền cái index vào. Được chưa nào Long ơi? Dạ. Ok nhá. Chị tạo một phương thức nữa thì nó lại get một à? Đâu tạo một thằng nữa như này chứ. À, em hiểu. Được chưa? Long ơi, ok chưa? Vâng. Các anh em ơi, ok chưa nhỉ mọi người ạ? Ok, chữ get thì dùng để làm gì chưa ạ? Anh Cường ơi, ok không? Truy xuất phần tử. Được, get là để truy xuất phần tử nhá. Anh Cường ơi. Em thử tạo thêm một cái new user nữa anh xem. Ok đây. Thế là bây giờ trong này nó có 3 cái user luôn. Đúng rồi. Để cho anh em để truy xuất đến phần tử nào đấy thì mình sẽ dùng ở đây. Đoạn này. Dạ. Mình mà bây giờ mà ấn get 3 chấm thì nó cũng không ra được đúng không? Đúng rồi, get 3 thì nó bị null ạ. Bị null đấy anh.
Rồi rồi mọi người ơi, thôi quay lại đây được không? Ghét là để lấy ra index nhá. Thì mọi người thấy là nếu mà mình dùng mảng, một mảng thông thường như này, một mảng ví dụ là đây phần tử mảng này của Kiều Anh là phần tử số 1 là nó bằng, bây giờ là nó bằng new user này, anh em thấy không? Đúng không ạ? Số 1 này nó là bằng new user, nhưng mà mình không thể là dùng mảng này xong mình chấm get 1 xong mình chấm là u bao nhiêu được. Đúng không? Trên này Kiều Anh không dùng cái user đấy vào đây nhá, thì nó sẽ mặc định là object. Nhét của cái nào đúng rồi, vì vậy nên là mình sẽ cái thằng generic này là thằng này đây, generic đây, khi mà mình để generic như này thì nó sẽ coi tất cả những cái thằng ở trong array này nó là generic, nó à nó là cái kiểu ở trong generic đấy. Em đã hiểu ôi ca diễn chữ run như thế nào. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi em đi tiếp nhá. Nhớ anh em ơi. Cái object mà ép kiểu xuống thì nó như thế nào ạ? Đây thì em lại phải ép như này thôi. Em lại phải ép như này nhá. Đây user giống bình thường thôi. Mảng này chấm get 1 chấm m1. Đúng không? Rồi, ok. Được chưa anh em ơi? Ok chưa mọi người? Thì ở đây nếu mà mình dùng như này là mình phải ép kiểu đúng không? Nếu mà mình dùng mà không có generic là mình phải ép kiểu. Được chưa mọi người ơi? Nhưng mà khi mà mình dùng generic là mình không phải ép kiểu nữa. Và thêm một thằng nữa đấy là nó sẽ thực hiện là báo lỗi ở biên dịch luôn khi mà mình truyền kiểu dữ liệu khác vào. Được rồi mọi người ơi, lô lô. Ừ. Kéo lên, cô kéo lên xem cái array list không có gì. Mà nó chỉ có thêm cái mọc nhọn để thêm kiểu dữ liệu. Đúng. Nếu mà nó không có kiểu dữ liệu thì mình add cái gì vào của class nào cũng được. Đúng. Nó mặc định là object. Vâng. Mà thằng nào cũng là con của thằng object hết. Đúng rồi. Rồi rồi. Đoạn này anh em ok chưa mọi người ơi? Ok chưa? Ờ thì dạ, nó sẽ phải compile nhá. Thế thì tiếp theo như cái của đấy hướng dẫn đấy là mình để một vào được không? À mình à thôi được rồi, chỗ này chị để chèn mảng cho dễ. Thế thì số mọi người sẽ nói là ok bây giờ để số mà nguyên thủy thì có được không? Được không? Gì nhá? Thì cái kiểu nguyên thủy của nó có được không? Thì nguyên thủy ở đây là nói về kiểu máy móc một chút thì nó là được nhá, nhưng mà bản chất là khi mà các bạn mà chèn vào đây ấy, là nó như thế này cơ, là nó mọi người nhìn nhá, có một cái thằng to như này, bình thường mình sẽ để kiểu in như này đúng không, mọi người nhìn nào, bình thường mình để như này đúng không, chuẩn không ạ? Thế thì khi mà nó coi là object ấy, thì nó có một cái khái niệm mới đấy là kiểu wrapper này a1 này bằng 1 này. Thì đây là kiểu wrapper, nó là một kiểu đối tượng nhá. Mọi người nhìn nhá, integer này nó là một class. Chứ nó không tính là kiểu ấy. Đúng rồi, nó không tính là kiểu nguyên thủy. Mà nó sẽ tự wrapper lại. Wrapper nhá, cái từ wrapper. Wrapper. Ở đây, để em search cái cho mọi người nhá. Class wrapper. W-A-R-P-R đấy ạ. Mọi người nhìn cho em kiểu anh nhá. Một cái là đấy là class wrapper. Rồi anh em có thể xem ở trang này. À đây đi xem. Là class wrapper. Nhá. Rồi. Ok cho mọi người ơi, lô lô. Được chưa anh em ơi? Ok chưa?
Rồi nhá, tiếp theo nữa là ở trong phần này thì mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá, là ở trong phần này cứ new user có nghĩa là cứ kiểu user mình truyền vào là được, đúng không? Yes. Cứ kiểu user mình truyền vào là được. Thế thì như Quang Anh vừa nói đấy là có nghĩa là kiểu con của nó cũng được, đúng không? Sure. Kiểu con của nó cũng được, đúng không? Rồi thế thì ví dụ như bây giờ mình sẽ là có một thằng là Kiều Anh tạo ra một class con ở đây nhá. Đó, extend từ thằng user thì kiểu con của nó cũng được. Thì bản chất ở đây ý, là nó là một cái mối quan hệ là đa hình thôi. Được không? Là vì vì ông tạo bản chất ở đây nó có khác gì một cái user như này đâu. Rồi. Được chưa nhỉ? Được chưa anh em ơi? Nó là đa hình thôi nhá. Vâng. Yeah. Ok chưa nhỉ? Quang Anh ơi, ok chưa? Được rồi, hay nó ồn quá rồi. À, đây. Được chưa anh em ơi? Cái thằng proper anh em ok chưa? Vâng. À quên, cái thằng generic anh em ok chưa? Thì mọi người hiện giờ hôm nay mọi người dừng lại ở mức biết là tồn tại một thằng generic và mình có thể sẽ dùng generic để mà quy định kiểu dữ liệu là tham số được và mình sẽ không cần ép kiểu trong quá trình mình sử dụng nó nữa. Ok chưa nhỉ mọi người ơi? Vâng. Rồi, bài hôm nay lý thuyết nó sẽ hơi nặng một tí, anh em sẽ xem có thể là xem lại tí cho anh sẽ gửi cho mọi người một vài bài đọc. Hoặc là mọi người, cái slide hôm nay nó khá là hay ạ. Cái slide hôm nay nó khá là đầy đủ, mọi người có thể xem cái thằng slide đấy nhá. Được. Mọi người ơi. Ok chưa? Ok, chắc là tắt xe nhá, xong là để các anh em về nhóm nhá mọi người nhá.